Tuy nhiên thì do ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế thế giới, lực cầu từ thị trường sụt giảm, nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi mà chính lượng đơn hàng của họ cũng bị giảm. Tuy vậy thì các tổ chức công đoàn cũng vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để có thể làm sao chăm lo cho đời sống của đoàn viên, công nhân lao động, nhất là trong dịp cuối năm thầy. Năm qua, doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn, đôi khi còn thiếu đơn hàng. Tuy vậy, người lao động vẫn sẽ được thưởng một tháng lương cho dịp Tết năm nay, tương đương trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng một người. Ngoài ra, tổ công đoàn ở đây cũng chuẩn bị thêm các phần quà Tết, nỗ lực chăm lo tốt đời sống để giữ chân người lao động. Mặc dù kinh tế năm 2023 rất khó khăn, về chúng tôi cái mục tiêu lợi nhuận là không đạt, thế nhưng mà để tri ân với người lao động, chúng tôi cũng rất chi là cố gắng. Còn đối với doanh nghiệp này, họ đã lên kế hoạch cơ cấu lại các khoản chi trong năm 2024 nhằm đảm bảo gần 1.000 nhân viên có một dịp Tết ấm no với mức thưởng một tháng lương. Luôn đặt cái giá trị cốt lõi là con người, lương thưởng của cán bộ công nhân viên luôn được ưu tiên hàng đầu và không bao giờ chậm. Cái nguồn ngân sách đó thì cũng được dự phòng từ các cái năm trước và những cái việc có thể giảm một khoản, một số các cái phần đầu tư trong tương lai. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức thưởng Tết năm nay của người lao động được ghi nhận tương đương so với năm 2023 với mức trung bình từ 6 đến 9 triệu đồng một người. Tuy nhiên, cũng ghi nhận thực tế mức thưởng giảm tại một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Chúng tôi sẽ nắm bắt kịp thời chính xác tình hình các doanh nghiệp để xem doanh nghiệp nào gặp khó khăn, doanh nghiệp nào có chủ bỏ trốn, chuẩn bị phá sản hay là tạm ngừng sản xuất kinh doanh để từ đó có những cái giải pháp kịp thời để hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để xây dựng, để triển khai các cái kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch trả lương, trả thưởng cho đoàn viên trong dịp Tết. Ngoài việc tổ chức phiên chợ Tết trực tiếp cho người lao động tại các địa phương, năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần đầu tiên phối hợp cùng các sàn thương mại điện tử tổ chức chợ Tết online với giá trị hàng hóa lên đến 60 tỷ đồng và tặng mỗi đoàn viên tham gia một voucher trị giá 300.000 đồng. Các phiên chợ Tết này sẽ đảm bảo người lao động trên cả nước được mua các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá rẻ để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của gia đình.